Trở lại chương trình của bản tin ngắn, trở lại sự thảm cảnh. Sự thảm cảnh đau buồn của tiểu bang Hawaii. Mà trong khi đó ông Biden là xuất hiện tại tiểu bang Hawaii. Apparently ông Biden đang ngủ gục. Lý do mà tại sao tổng thống Trump gọi là châu ngủ gục. Đi đâu ngủ tới đó. Châu ngủ gục đã xuất hiện trong một đoạn video clip đã ngủ gục trong một cái lễ tưởng niệm những nạn nhân của cháy rừng. Hơn 800 người vẫn tiếp tục mất tích sau hậu quả của vụ cháy rừng Maui của Hawaii, đã đẩy cái số người chết lên 115 người. Mà 800 người mất tích này tôi nghĩ chắc không ổn. Kể từ tối ngày thứ hai, những người phản hồi đầu tiên đã tìm kiếm tất cả những khu dân cư một tầng và hiện đang chuyển sang khu dân cư và khu thương mại nhiều tầng. Con số tử vong và thông tin nhận dạng cập nhật nhất được đưa ra trong thông báo báo chí hàng ngày của Sở Cảnh sát Maui dự kiến sẽ được ban hành trước 6 giờ chiều hàng ngày. Bản cập nhật thứ hai do quận đăng tải. Tại thời điểm này có 115 người đã chết và xác nhận 100% tài sản. Một tầng đã tìm kiếm trong khu vực thiên tai. The First Floor nhóm tìm kiếm sẽ thực hiện chuyển sang bất động sản thương mại và nhiều dân cư khác. Theo thông tin cập nhật mới nhất từ cái cơ quan đăng tải ngày 21 tháng 8, trong số 111 người tử vong đã xác nhận, 35 cá nhân được xác nhận danh tính. Trong số đó có 13 cá nhân được xác định danh tính và thông báo cho gia đình của họ. 22 nạn nhân khác vẫn chưa xác định danh tính. Tuy nhiên, hàng trăm cá thể vẫn tiếp tục mất tích mặc dù cái con số vẫn chưa xác định là bao nhiêu. Theo tờ báo AP, ngoài ra nhiều tài sản khác vì tìm kiếm người mất tích vẫn tiếp tục sự khó khăn. Thống đốc của đảng Dân Chủ hôm Chủ nhật trong một chương trình của cánh tả nói rằng vẫn còn 1.000 người mất tích. Thị trưởng Maui Richard Benson cho biết trong video được quay trước Instagram rằng con số này là 850 người. Chúng ta lại tiếp tục đặt câu hỏi quý vị. Chúng ta lại tiếp tục đặt câu hỏi là tại sao thị trưởng còn sống mà 880 người đã. Tôi chưa thấy chính trị gia nào chết cả. Thì đó là những gì mà thật sự chúng ta được quyền đặt câu hỏi, và đó là những gì mà ông Biden đã phát hiện ngủ gục trong cái chương trình của Hawaii. Tôi chia buồn cho họ, nhưng mà đây là cái trách nhiệm của cái chính quyền sở tại và kể cả luôn sự thất bại phản ứng tệ hại của ông Biden. Và đó là những gì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị. Trở lại quảng cáo. Trở lại tờ tiền 1 đô la năm 2003 dành cho người nào sinh năm 1984. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Số điện thoại 657-600-8888, tờ đề băng số serial 1984. Chào tạm biệt.